Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa tiên ong hay còn gọi là hoa dạ lan hương như thế này. Đây là cành mẫu mà mình đã làm sẵn. Thì thực ra thì cái cây tiên ong này thì nó cũng không có cái màu sắc như mình làm đâu. Nhưng vì mình thấy cái màu này nó khá là đẹp nên là mình đã làm mẫu. Còn bạn nào mà muốn làm cái hoa nó giống với hoa thật ấy thì các bạn hoàn toàn có thể xem hình hoa thật rồi làm theo màu sắc như vậy nha. Hoa này thì gần đến Tết rồi thì làm để trong nhà hoặc là các bạn có thể trồng thành chậu cây rất là đẹp nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa tiên ong như thế này. Thì để làm được hoa tiên ong như thế này thì mình cần một số nguyên liệu như sau nha. Đó, nguyên liệu để làm được cái cây hoa tiên ong như thì mình gồm những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là chúng ta chọn giấy nhún màu sắc là do màu sắc của hoa các bạn lựa chọn nha. Ở đây thì mình làm màu vàng. Tiếp theo là nhị hoa. Bạn nào mà không có cái nhị hoa này đấy thì các bạn có thể dùng cái giấy nhún. Các bạn cắt tua rua như thế này. Các bạn cắt tua rua và các bạn có thể làm nhị nha. Các bạn có thể cắt cái mảnh giấy như thế này. Các bạn làm nhị thay cho cái phần nhị này nha. Ở đây mình có cái nhị hoa sẵn nên mình sẽ dùng cái nhị hoa sẵn nha. Màu sắc hoa thì do các bạn lựa chọn, mình làm màu vàng. Tiếp theo thì chúng ta cần đến kẽm si. Thì các bạn cắt kẽm si tầm khoảng 6cm hoặc là 5cm. Và các bạn làm khoảng 4 các bạn làm khoảng 41 cái cành kẽm như thế này nhá. Các bạn làm dài hay ngắn là tùy, nhiều hay ít thì tùy theo các bạn nhá. Ở đây mình thấy tầm khoảng 40 bông hoa là đẹp nhất. Tiếp theo giấy nhún màu xanh để làm lá. Màu nâu này để làm cái phần thân cây. Màu nâu để làm cái phần củ như thế này và bông gòn nữa. Tiếp theo là phần kẽm này thì chúng ta làm tầm khoảng 35cm là vừa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm. Hiện tại thì mình về quê rồi và không cầm theo cái dụng cụ để quay đấy, nên là mình làm thủ công nên là màn hình nó sẽ hơi bị rung một chút. Các bạn chịu khó nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần cánh hoa. Thì các bạn cắt cho mình một mảnh giấy nhún có kích thước là 4,5 x 14cm nha. Sau đó thì các bạn cắt tầm khoảng hoa mẫu đơn thì hoa tiên ong thì các bạn cánh của nó từ 5 đến 6 cánh và thường là 6 cánh nha. Ở đây thì mình sẽ cắt 5 cánh. Các bạn làm 6 cánh cũng được nhé. 6 cánh thì nó giống hoa thật hơn. Đó, sau khi các bạn cắt được 5 mảnh như thế này, chúng ta sẽ gấp các mảnh lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ cắt tạo hình cánh hoa như sau nha. Nó hơi nhọn ở đầu một chút. Sau khi các bạn cắt thì sẽ được cái hình cánh hoa như thế này nha. Rồi, các bạn dùng tay giãn cái phần bụng cánh hoa ra nha. Các bạn sẽ được cái phần tạo hình như thế này. Ở đây là mình làm giấy nhún Trung Quốc nha. Thì cái độ giãn của nó sẽ ít. Còn bạn nào mà làm giấy nhún của Ý hay của Hàn thì độ giãn nó cao ấy. Thì các bạn cắt cái phần cánh hoa nó nhỏ hơn một chút thì lúc mà giãn ra là vừa nha. Tiếp theo thì các bạn dùng cái phần nhị hoa này. Các bạn lấy tầm khoảng 3 đến 4 cái phần nhị như thế này.
Rồi các bạn cắt ra toàn bốn cái nhị như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng cái kẽm si mà các bạn vừa cắt 6 cm đó, các bạn đặt như thế này. Rồi các bạn đặt vào đây, đặt vào phần bông hoa, cánh hoa thứ ba này nha. Rồi các bạn nhún lại. Rồi dùng băng keo sáp để cố định lại nhá. Bạn nào có thể dùng chì cũng được, nhưng mà theo mình thì không cần, vì làm cái hoa tiên ông này chúng ta làm với số lượng bông hoa nó khá là nhiều, nên là chúng ta không cần phải làm dùng chì, nó sẽ rất mất thời gian nhá. Và sau khi cuốn xong chúng ta sẽ được cái tạo hình hoa như thế này. Thì các bạn dùng tay này giãn nhẹ cái phần cánh này ra. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái bông hoa nhỏ trong cái cây hoa tiên ông nha. Thì các bạn làm khoảng 41 cái bông hoa như thế này. Ở đây mình đã làm sẵn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần công đoạn là ghép vào thân cái phần kẽm cây to như thế này nha. Kẽm cành to. Và đây mình dùng kẽm giấy. Thì các bạn dùng băng keo sáp. Đầu tiên là chúng ta sẽ ghép phần hoa đầu tiên nha. Sau đó thì các bạn ghép tầm khoảng 5 cánh hoa ở dưới. Này. Năm hoặc bốn đều được nha. Các bạn ghép làm sao cho nó phù hợp. Mình thì thường ghép thành 5. Tiếp theo thì các bạn sẽ ghép phần đặt cái phần so le vào nhá. So le vào cái phần hai cánh hoa bên trên này, thì các bạn sẽ ghép tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ được những cành ghép nhiều, chúng ta sẽ thành một cái cây hoa tiên ông rất là đẹp. Cứ so le như vậy chúng ta sẽ ghép đến hết cái phần cây này nha. Các bạn vừa ghép vừa dùng tay chỉnh nhá. Hoa này thì rất đẹp nhưng mà rất là mất công. Màu vàng thì mình thấy nó cũng không được đẹp lắm.
so với các màu như màu đỏ hay là màu xanh dương hoặc là màu trắng á, thì các bạn lúc làm thì các bạn chọn màu sắc cho nó phù hợp nha. Bạn thích màu nào thì làm nó sẽ đẹp hơn. Đây thì tiện có cái nhị hoa màu vàng á, thì mình làm luôn. Bây giờ là sắp Tết rồi mà mấy hôm nay trời rất là mưa rất là to nên là không có nắng sẽ sợ bị ngọng. Mình không quay clip thường xuyên được nên là các bạn thông cảm nhé. Vậy vì không có nắng nên là cái clip của nó lúc quay lên nó sẽ rất là xấu á, nên là mình không muốn nó quay. Từ sáng đến giờ trời cứ mưa nắng không làm được việc gì cả. Cũng có bạn cứ hỏi mình là sao lâu ra clip thế, thì mình chả biết phải trả lời như thế nào cả. Gần Tết cũng khá là bận, mặc dù ở nhà mình chả phải làm gì cả nhưng mà lạnh mà nên tuần mình. Cứ ghép dần dần là các bạn đã ghép xong rồi. Làm cái công đoạn này nó hơi lâu, mình chả biết cắt ghép clip như thế nào nên là mình làm luôn trên này. Các bạn cứ ghép từ từ thôi, cũng được, mình cũng không gấp. Ghép từ từ rồi chúng ta vừa ghép vừa chỉnh thì nó sẽ đẹp. Cuối cùng cũng đã ghép xong cái phần hoa. Đó, dùng thủ công nên là cái màn hình nó cứ bị rung được. Sau khi ghép xong cái phần hoa như thế này thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại cái phần cánh cho nó so le, nhìn nó đẹp một chút nhá. Mình ghép cũng không được đều lắm thì phải. Mưa mình cũng không đi mua được cái dụng cụ để quay nên là bị rung quá, mà cũng chả biết ở đây thì chỗ nào bán. Đó, sau khi các bạn ghép xong được cái phần hoa như thế này thì chúng ta sẽ làm đến phần lá nha. Phần lá của hoa tiên ong này thì
các bạn sẽ cắt cho mình cái khoảng 4 cái lá như thế này, với kích thước là 4 x 22cm nha. Thì sẽ cắt tạo hình lá như sau. Các bạn gấp đôi vào. Cái lá thì nó hơi dài đó, thì các bạn cắt nó dài ra nhá, nó sẽ đẹp hơn. Thực ra là lá của hoa tiên ông thì nó sẽ tròn ở đầu chứ không nhọn nha. Với là ở nhà mình thì cái giấy nhún màu xanh để làm lá thì mình ấy không còn, nên là mình cái màu xanh xanh nhạt hơn ấy, còn xanh này thì nó đậm. Nhà thì mình sẽ dùng tạm cái lá này. Còn bạn nào mà mua được cái lá chuẩn màu của cái cây tiên đông này thì các bạn dùng nha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ gắn lá vào nhá. Cái mắt nào là mắt ngoài nhỏ ở đây. Ánh sáng nó không được đều nên là nhìn không rõ. Đây các bạn cứ gắn tầm khoảng 4 cái lá vào xung quanh cái thân của cái bông hoa này là được nhá. Các bạn cũng có thể gắn 2 lá thôi cũng được, hoặc là 3 lá cũng rất là đẹp rồi. Chắc là ở đây mình chỉ gắn tầm 3 lá thôi, 4 lá thì hơi bị nhiều vì mình cắt nó hơi to ấy. Cái cành mẫu mình làm thì lá nó bị ngắn quá, nhìn nó hơi không được đẹp lắm. Thôi nha, mình sẽ ghép chỉ tầm 3 lá thôi nha. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ được cái cây tiên đông như gần hình dạng như thế này. Thì công đoạn cuối cùng thì chúng ta chỉ ghép cái phần làm cái phần đầu, cái phần đây là phần phần gốc nó ấy. Thì các bạn làm chuẩn bị cho mình tờ giấy màu nâu hoặc là cái màu này giống màu củ dền ấy, mình cũng không biết gọi nó là màu gì, màu bã trầu cũng không hẳn là màu bã trầu nhưng mà mình cũng đại loại là như vậy. Các bạn có thể dùng màu nâu này, màu đen hoặc là màu này. Mình thấy cái màu này nó giống với cái màu thân cây nhất, phần củ của cái cây tiên đông này nhất, thì mình làm nha. 14 x 14 cm. Các bạn dùng keo nến nhé. Keo nến này để gắn hai đầu của cái phần đây mình sẽ làm. Hai đầu của cái mảnh giấy màu này nè. Như thế này. Trời lạnh nên là keo nó khô rất là nhanh. Thường sờ vào là bị bỏng ấy, nhưng mà hôm nay sờ lại thấy ấm ấm. Thì các bạn sẽ dùng keo phết quanh cái đầu này. Rồi các bạn đặt vào đây nha. Rồi các bạn túm lại.
Sau khi túm xong thì chúng ta sẽ kéo, lúc nãy mình quên mất không kéo giãn cái phần bụng của cái phần gốc này ra. Các bạn chú ý cho mình kéo giãn cái phần bụng này ra nha. Sau đó thì các bạn dùng bông gòn. Dùng bông gòn này, các bạn nhồi vào trong nha. Bông gòn hoặc là giấy vụn đều được. Nghĩa là các bạn dồn chúng vào được trong cái phần giấy này là được. Và bạn nào mà dầu cho tiền vào cũng được nha, cho may mắn. Sau khi dồn bông vào xong thì các bạn dùng tay để chỉnh nha. Cuối cùng thì các bạn dùng keo hoặc là dùng chỉ để buộc lại nhé, vì cái phần cuối này đằng nào chúng ta cũng sẽ chôn dưới đất mà, nên là không cần thiết là các bạn cứ phải dùng keo nha, dùng cái gì cố định chúng lại đều được. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa tiên ông như thế này. Thì hoa tiên ông này khá là phổ biến vào ngày Tết ấy, thì các bạn có thể làm để trồng vào các bồn hay các chậu hoa để trong nhà cũng khá là đẹp nhé. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa tiên ông này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.